Cái clip kế tiếp đó là họ nói về cái phần mà đáng lẽ cái phần này nó cũng nên là đặt trước cái phần mà vật liệu lọc để cho các bạn chuẩn bị, đó là cái máy bơm và dòng chảy các bạn. Cái điều này nó rất là quan trọng nha các bạn nha. Đó, thật sự ra nhiều người rất là xem nhẹ cái điều này. Đó, cái hệ thống của mình là mình sẽ có một, tự nhiên mình có cái máy bơm mình đặt ở ngăn cuối cùng. Đó, ở đây mình mới vừa lắp thêm cái lò khử điện nitrat, nhưng mà tuy nhiên ấy, theo cái hồ của mình thì nó không cần, thì mình chỉ gắn mà để phòng hờ những cái việc mà nó cúp điện nó sụp đổ hệ vi sinh thôi. Thì cái lò khử thì điện nitrat này mình có giới thiệu cho các bạn ở trong cái chuỗi series về cái giảm nitrat ở trong cái chu trình nitơ các bạn. Nó thì đây là cái lò khử nè các bạn, nó đơn giản lắm cho nên là mình cũng không có cần thiết để quay clip, nhưng mà nếu mà các bạn cần quay clip thì các bạn cứ comment ở phía dưới thì mình sẽ chỉ cho các bạn lắp. Thì cái này nói chung nó rất là dễ, chỉ bỏ điện nitrat vô xong rồi gắn vô vậy thôi để ngăn cuối. Thì ở đây mình sử dụng cái máy bơm cái ngăn cuối cùng nha. Thì cái máy bơm đối với hồ thủy sinh nó như thế này các bạn, đối với hồ biotop thủy sinh và hồ cá rồng, mình nói cho các bạn nghe, thủy sinh á nó không yêu cầu dòng chảy mạnh, cá rồng nó cũng thích nước tĩnh, nó không thích nước mạnh nha các bạn nha. Cá hổ á thì nó thích cái dòng nước hơi mạnh một chút xíu. Cái dòng mà cá fit ở trong á là cái con trê ánh trăng này nè, là nó thích cái dòng nước cũng hơi mạnh một tí xíu. Tuy nhiên con cá rồng á với đa phần hồ thủy sinh, hồ biotop là không có nước mạnh các bạn, nó phải là tĩnh. Nó tĩnh có nghĩa là sao? Nó không nên có những cái gợn động quá nhiều ở trên mặt nước. Đó, gặp cá rồng là cá nó bơi tầng mặt. Do đó cái phần mà dòng nước thì nó rất là quan trọng để cho các bạn nó đi đường dòng nước. Đó, lưu ý cho các bạn nha. Nước ở trong cái máy lọc, cái máy bơm ở trong hồ cá rồng đó, nó nên ít nhất là gấp 6 lần và tối đa nó chỉ gấp 10 lần. Đó, và các bạn phải thiết kế sao? Ví dụ như cái lọc này là cái lọc úp mặt lưng. Thì nước có đi qua bên đây, chảy qua đây, chảy qua bên đây. Mà cái hồ này hình mình đã trình bày với các bạn rồi. Cái bề không gian rộng nó tới 6 tấc. Và nước nó đi đường như vậy chắc chắn 100% là tù, khỏi cần nói, khỏi cần bật máy bơm lên cũng biết là nước nó sẽ tù. Và nước nó sẽ tù thì nó sẽ gây đến cái hiện tượng gì các bạn? Cây nó chết là đầu tiên. Cái hệ vi sinh của các bạn nó không ổn định là thứ hai. Hồ các bạn sẽ quá độc bởi vì nó chỉ xử lý được có một phần thôi. Hồ các bạn mà nếu mà nó rộng khoảng 4 tấc đổ xuống, 3-4 tấc á, thì cái nước này nó chưa chắn, nó chưa hẳn nó gây ra tù. Nhưng mà bắt đầu nó từ 4 tấc trở lên, 5 tấc, 6 tấc như thế này là chắc chắn 100% là nước sẽ tù. Nước nó sẽ tù. Và bằng chứng của nước tù đó là các bạn sai cầu ly lúc nào cũng bị sụp vi sinh hết á. Vi sinh nó sẽ bị trắng hết hồ, nó bị sụp cái này cái kia. Đó, nó sẽ bị sụp vi sinh này kia. Nói chung là nước tù á, mình bị cycling thất bại hai hồ các bạn. Đó là cái hồ cá lóc mà đợt trước mình có trình bày các bạn, đó là nước tù phân bổ không đều thì nó sẽ bị sập cycling. Cái hồ thứ hai nữa đó là hồ đó, là cái hồ này, cái hồ là chỉ nuôi toàn bộ cá rồng không, chứ lộn, cá rồng với mấy con cá hổ hoàn toàn không có thủy sinh, đó là cũng cái hồ này luôn. Đó là nước nó tù thì nó sẽ gây nên cái hiện tượng mà sập vi sinh các bạn, sập vi sinh và cycling nó hư, và chắc chắn luôn thực vật của các bạn sẽ chết. Cứ nước tù là thực vật nó sẽ chết, cây trong hồ nó sẽ chết. Do đó bắt buộc các bạn ha, những hồ mà rộng rộng hoặc là các bạn thiết kế mà để giấu hết đường ống thì nó rất dễ gây ra nước tù. Ví dụ mình giấu hết đường ống thì các bạn có đâu thấy đường ống máy bơm gì đâu, không thấy đường ống máy bơm, không thấy gì hết, phải không? Đó là giấu. Nếu mà giấu đường ống thì nó sẽ rất dễ gây ra nước tù các bạn. Và khi nó gây ra nước tù như vậy á, thì gây ra hàng loạt các vấn đề mình nói với các bạn. Thì lúc đó các bạn phải gắn thêm cho mình một cái máy tạo sóng. Lưu ý nha, mình dùng từ máy tạo sóng, không dùng máy thổi luồng nha các bạn nha. Mình không sử dụng máy thổi luồn. Máy tạo sóng á, thì đa phần hầu hết những cái máy tạo sóng nó đều thiết kế cho hai chế độ đó, chế độ nước ngọt và chế độ nước mặn. Máy tạo sóng nào nó cũng sẽ có chế độ nước ngọt. Các bạn cứ, tại vì nhiều người người ta cứ lướt qua đi cái chế độ nước ngọt, tại đa phần các bạn cứ nghĩ là máy tạo sóng là nó dành cho hồ cá biển, nhưng mà máy tạo sóng nó sẽ dành luôn cho hồ nước ngọt. Và chủ yếu cái hồ nước ngọt là như thế này, đây nó khác với hồ cá biển nha các bạn nha. Tức là một cái máy tạo sóng nó nhỏ như thế này, đây là cái máy mà SOX4, đây là một cái máy SOX4 nha. Đây là một cái máy SOX4. SOX4 này bây giờ nó đang bật chế độ ban đêm này các bạn, chế độ light nè. Nó thì bây giờ là ban đêm, tự động nó bật chế độ ban đêm. Còn bây giờ này nha, mình né ánh sáng ra là nó sẽ ra chế độ ban ngày liền. Mà chế độ ban ngày này mình chỉnh có 3 nấc à. Thì bây giờ mình nói cho các bạn nghe, cái SOX4 này nè, nó chỉ sử dụng cho cái hồ khoảng 5 tấc trở lại thôi, cho hồ cá biển. Nhưng mà đối với hồ cá rồng nha, nó có thể xài được cho cái hồ lên tới 1,5 m, 1,6 m luôn các bạn. Đó là lý do tại sao mà các bạn chọn cho mình những cái máy tạo sóng á, khi mà chọn cho hồ nước ngọt thì nó rất là tiết kiệm, chứ mà chọn cho hồ nước mặn thì nó mắc lắm, tại vì nó chưa đủ công sức để mà nó hoạt động được cho cái hồ nước mặn. Cho cái hồ nước mặn thì đối với cái máy tạo sóng như thế này thì các bạn lưu ý nha, các bạn hãy xem cái lưu lượng của nó. Đa phần mình sử dụng cái máy thanh nhỏ thì thôi, chứ không có cần cái máy thanh dài đâu. Cái máy thanh dài là chủ yếu là sử dụng cho những cái hồ mà san hô mà rặng đá ngầm nó nhiều á, thì nó phải cần cái thanh dài để mà nó đi nước được. Còn đối với cái hồ thủy sinh á, là nước nó như thế này, như các bạn mình quay như thế này,
không, cái máy như thế này mình đang bật ở chế độ hình sin. Chế độ hình sin là chế độ W2 này các bạn. Đây các bạn có thể thấy không, đây là nó đang W2 nè, nó là chế độ hình sin. Chế độ hình sin nó sẽ như thế nào các bạn, nước nó sẽ như thế này nè, nó đi như thế này, nó đi một cái gợn sóng như thế này, và cái đường đi của nó lên tới 6 tấc lực. Cái đường đi nó lên tới 6 tấc lực, tức là nó đi vậy nè, là đúng y chang cái hồ này nó đang là 55 cm mực nước luôn, thì nó dư sức để nó đi và nó không có tù hết cái hồ. Bằng chứng là bây giờ ở đây mình sẽ thấy, nói chung là cái hồ này nó không có rong rêu, chứ mà khi có rong rêu á là các bạn, nếu mà có rêu sợi tóc các bạn khi thấy á, là các bạn sẽ thấy là những cái rêu sợi tóc nó sẽ hơi gợn 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 ở đây, tức là bằng chứng là nước nó sẽ đi hết khắp hồ. Và cái thứ hai, ở cái chế độ hình sin, con cá của các bạn nó không bao giờ mà nó kiểu như là nó bị dòng nước đẩy. Đây là mình cho các bạn xem nè, các bạn sẽ thấy rằng con cá rồng nè, nó lao vô cái máy tàu sống luôn, thấy không, nó không bị dòng nước bật hay đẩy ra các bạn. Đó, các bạn thấy không, nó không bị dòng nước bật hay đẩy ra, bởi vì nước nó đi theo chế độ hình sin như thế này. Và cái hệ số gốc á, cái hệ số gốc của cái đồ thị hình sin á, cái hệ số gốc này nó rất là lớn, cho nên là cái độ dốc của nó rất là bự, là nó bự lên tới 55 cm á, chứ cái hệ số gốc nó mà nhỏ thì nó sẽ gợn như thế này các bạn, sẽ gợn như thế này đó, cái nó gợn như thế này. Chắc các bạn lâu quá các bạn quên toán rồi cái hệ số gốc mà. Cái hệ số gốc đó là AX cộng BI á, cái AX á, cái số A là cái hệ số gốc đó, nó là như thế này. Nếu mà cái hệ số gốc nó càng nhỏ thì nó càng gợn ít như thế này, mà hệ số gốc nó càng lớn thì nó càng gợn bự như thế này. Và cái khi mà nó càng gợn bự như thế này, nó đảm bảo cho nước ở trong hồ các bạn là lưu thông mọi góc ngách. Cái đầu tiên. Cái thứ hai là con cá của các bạn không bao giờ bị dòng nước tác động quá nhiều, mà nó cảm nhận đây là y như một cái dòng nước chảy trong tự nhiên, chứ không phải là cái máy luồng mà nó tống một đường thẳng ra. Không phải nó tống một đường thẳng ra, điều đó rất là quan trọng, bởi vì mình đã tham khảo rất nhiều những người mà nuôi cá rồng mà bị dập cái hiện tượng về luồng, và kể cả cái luồng của hồ công nghệ luôn. Trong đó là cái này mình thì mình không ngại chia sẻ cái clip đó, là một cái clip mà mình thấy là đưa ra cái kinh nghiệm rất là hay, đó là clip của cái bạn đó là Thanh Ca hay là Thành Ca gì đó, bạn không có để dấu mình cũng không biết. Thì mình xem thì mình thấy cái kinh nghiệm của bạn ấy nuôi rất là nhiều cá rồng và nuôi từ hồ công nghệ qua hồ này hồ kia, thì bạn ấy nói luồng á, thì mình cũng về mình kiểm nghiệm. Thì mình kiểm nghiệm mới đầu tiên á là mình sẽ kiểm nghiệm với cái hệ số là gấp 6 lần cái thể tích nước. Thì sau khi gấp 6 lần thể tích nước mình thấy chưa ổn, con cá rồng nó vẫn còn hơi có cái chuyện là nó kiểu như là nó, mình cảm thấy nó không happy các bạn. Sau đó mình chỉ giảm xuống 5 lần thể tích không gian nước thôi, thì tự động con cá rồng nó happy. Và 5 lần thể tích không gian nước của cái hồ này á là nó sẽ bằng nắp ba thôi các bạn. Nếu mà mình bắt maximum lên đây thì chứng tỏ là cái máy này nó sẽ quất được cho cái hồ khoảng tới 1m8 tới 2m. Đó là lý do vì sao mà nếu mà các bạn mua một cái máy tạo sóng cho hồ nước ngọt, nó cực kỳ rẻ, chi phí nó cực kỳ tiết kiệm. Tại vì cái máy này nó có bao nhiêu đâu, nó chỉ có hơn 1 triệu thôi à, nó không có hơn 1 triệu. Đương nhiên nó sẽ mắc hơn là cái máy thổi luồng rồi, thổi luồng thì có 100 mấy chục ngàn, còn máy tạo sóng thì 1 triệu mấy, quá đơn giản. Nhưng mà nếu mà dưới một cái hồ mà 1m1 như thế này, rộng 60 thế này, các bạn mà đi mua máy tạo sóng á, mà là hồ nước biển á nha, là các bạn phải lên tới gần hơn 2 triệu á, nó phải hơn gấp đôi các bạn, tại nó mới đủ. Chứ dưới đây là không đủ, mà thậm chí các bạn phải gắn một lần 2-3 máy nữa, chứ không phải là một máy như thế này đâu. Đối với hồ nước ngọt các bạn chỉ cần đúng một máy là duy nhất đó, đúng một máy duy nhất. Và chế độ mình khuyến nghị là các bạn chế độ hình sin nha, nó sẽ rất nhiều chế độ nha. Chế độ ngắt quãng là chế độ số 1, chế độ thứ hai là chế độ hình sin, cái chế độ thứ ba nữa là cái chế độ ngẫu, là chế độ ngẫu nhiên, chế độ random á. Chế độ random này nó chỉ thích hợp cho cái rặng san hô sóng biển thôi, đó là sóng nó đi tứ tung hết, là chế độ này không xài nước ngọt. Nước ngọt chỉ xài chế độ hình sin thôi, chỉ đào chế độ hình sin thôi đó. Và có ở đây có chế độ gọi là chế độ master, chế độ slayer gì đó, tức là các bạn gắn hai cái máy vô thì nó sẽ có một cái máy mà chạy, rồi cái máy đó nghỉ thì cái máy này sẽ chạy đó, rồi cái máy này nó sẽ chịu cái sự chi phối của cái máy còn lại, nó gọi là chế độ nô lệ các bạn. Chế độ nô lệ, chế độ ông chủ á, nó thì cái đó mình không quan tâm đó, mình chỉ quan tâm đúng một cái thôi, đó chế độ hình sin, mình chỉ bật chế độ hình sin. Và cái thứ hai nữa đó là đó, khi mà cái máy này nó có cái tự động, đó là cái tự động mà cảm biến về ánh sáng mặt trời, giả sử nha, bây giờ đây là cái cảm biến nè, bây giờ mình né ra này nha, đèn ở đây nó hắt vô thì nó sẽ ra chế độ ban ngày mình chỉnh ba nấc nè, nhưng mà bây giờ mình che lại cái cảm biến ánh sáng mặt trời đây nha, nó lập tức nó sẽ giảm xuống còn cái nấc nhẹ nhất, tức là khi mà nó cảm nhận được cái ánh sáng ở xung quanh á, ánh sáng xung quanh chứ không phải sáng trong hồ nha các bạn nha, cái ánh sáng xung quanh nó là chế độ mà gần như ban đêm, thì tự động nó sẽ tắt đi, rồi nó sẽ để cho cái con cá ở cái chế độ mà nhẹ nhất, để làm chi, để cho cá của các bạn nó nghỉ ngơi vào ban đêm, nó nghỉ ngơi vào ban đêm các bạn. À, con cá của các bạn khi mà các bạn thấy cái luồng á, bản thân các bạn nếu mà các bạn thấy á, nó bơi mà cái kiểu như là nó bị luồng hấp, kiểu như nó bị dòng nước hấp á, thì đó
là nó cái luồng nó chưa thích hợp với con cá đó, thì các bạn phải giảm xuống. Còn nếu mà con cá như trong cái trạng thái như thế này nè, nó bơi mà nó bơi tới mái luôn mà nó không bị hất nè, các bạn thấy không? Các bạn thấy không, lá bắt đầu nó rung rinh nè đó. Nhưng mà các bạn thấy lúc nó rung rinh lúc nó không rung rinh, bởi vì cái đó là hình sin, nó đẩy thì nó mới rung, còn nó qua cái đợt sóng đi lên thì nó sẽ không rung, nó phải đúng cái đợt sóng chạm như nó mới rung đó. Như các bạn thấy những cái lá này nó rung thấy không đó, và nó sẽ ngưng nè, như cái lá này nó ngưng nè đó. Các bạn thấy đó là cái hay của chế độ hình sin đó. Và khi các bạn thấy con cá nó như thế này đó, thì đây là chế độ 5 lần hồ, thì mình khuyến nghị nha, khi mà bật chế độ tạo sóng á, các bạn hãy bật chế độ mà cái lực nước của máy nó bằng 4 tới 6 lần cái không gian ở trong hồ. Lưu ý nha, không gian ở trong hồ thôi nha các bạn nha. Tức là mình tính không gian trong hồ là mình chỉ tính cái hồ chính mình thôi, mình không được tính lọc gì hết. Còn khi mà các bạn chọn máy bơm á, thì 6 tới 10 lần thì là thể tích của cả hệ thống, nó bao gồm cả hồ chính lẫn lọc luôn. Thì đó là cái nguyên tắc. Mình nhắc lại như thế này, máy bơm á thì nó sẽ chọn là từ 6 cho tới 10 lần. Đó, tùy theo các bạn nuôi cá. Đối với cái hồ biotop, mình chỉ khuyến nghị các bạn từ 6 tới 8 lần thôi, chứ đừng có lên 10 lần. 10 lần là dòng nước nó mạnh lắm, nó cũng không nó không thích hợp. Cái đầu tiên đó. Và khi công suất của máy bơm là 6 tới khoảng 10 lần hoặc là 8 lần đối với hồ thủy sinh biotop. Và cái máy bơm đó phải tính theo thể tích của toàn bộ hệ thống, tức là hồ chính cộng với lọc tràn dưới, tràn trên gì đó. Rồi các bạn nhân cho 6 hoặc là nhân cho 8 lên, rồi các bạn sẽ chọn công suất của máy bơm. Cái đầu tiên. Cái thứ hai, khi các bạn thiết kế bơm, mà nếu hồ các bạn mà thiết kế bơm mà các bạn có thể tận dụng cái luồng của máy bơm để cho hồ nước nó không tù, mà thường thường cái này chỉ diễn ra ở một là hồ nhỏ. Thứ hai nữa đó là cái hồ đó của các bạn là cái hồ mà cái hồ cá không, không có thủy sinh, không có lay ao gì hết đó, thì các bạn làm được chuyện đó. Còn khi mà các bạn mà vô hồ thủy sinh, hồ lay ao rồi thì các bạn nên có một cái máy tạo tạo luồng. Thì mình thấy ở bên hồ thủy sinh người ta không chơi máy này, mà các bạn biết người ta chơi gì không? Ta quất lần hai cái máy lọc thùng, ta đấu bốn bốn đầu. Bốn đầu thì nó sẽ tạo ra cái đầu in nè, cái đầu out bên đây nè, cái đầu in bên đây, cái đầu out bên đây, thì cái đầu in bên đây, thì nó sẽ tạo ra bốn góc đều có dòng chảy hết nước trong hồ, đảm bảo không tù. Và cách như vậy thì mình thấy là nó hơi bị tốn tốn kém, nhưng mà cái đó là sự lựa chọn thôi, thì chứ mình chưa thấy ai mà vận dụng. Nhưng mà bên nước ngoài các bạn thấy không, những cái hồ mà thủy sinh to là người ta đều quất máy tạo sóng hết vô hết luôn các bạn. Thì mình đây là hồ một hồ bao tớp thủy sinh to mà, thì mình sẽ quất máy tạo sóng vô, chứ làm gì mà đấu hai ba cái được. Hồ này lọc dách đâu có đấu được, đâu có đấu lọc thùng được đâu, nói như thế. Rồi khi mà mình chọn máy tạo sóng á, các bạn lưu ý nha, hãy chọn những cái máy mà nhỏ nhất luôn. Các bạn hãy chọn máy nhỏ nhất, thì các bạn nên chọn cái hồ này thì mình chọn so x4 hoặc là so x2 là ok, chứ đừng có lên mà so x x6 hay x8, là cái đó là chỉ dành cho những hồ to rồi. Tại vì sao các bạn biết không? Các bạn hãy xem á, thường máy tạo sóng nó sẽ có 8 nấc. Đây, quay vào đây. Thường máy tạo sóng nó sẽ có 8 nấc. Các bạn sẽ lấy công suất của cái máy này, các bạn chia cho 8. Ví dụ như thằng này là tới 2000, thằng này là 4000 lít trên 1 giờ. Cái máy nhỏ xíu như thế này mà công suất tới 4000 lít trên 1 giờ, hơn cả cái máy bơm mình luôn các bạn. 4000 lít trên 1 giờ nha. Mình chia xuống cho 8 thì có phải là mỗi nấc nó là 200 lít không? Mỗi nấc là 200 lít, vậy là ba nấc nè, mình đóng với ba nấc có nghĩa là 600 lít. 600 lít thì cái hồ 600 lít thì cái hồ này là nếu mà tính cái thể tích của bên trong ở cái phần không gian trong không á, thì nó là khoảng 300 mấy chục lít. 300 mấy chục lít thì 300 mấy chục lít các bạn nhân 5 nhân 6 lên thì các bạn chỉnh đúng cái nấc. Ví dụ như mình chỉnh ba nấc là ok. Hồi đó mình chỉnh bốn nấc nhưng mình cảm thấy con cá nó không happy, sau đó mình chỉnh xuống ba nấc. Và lưu ý nha, mình chỉnh nước ngọt cứ vô một chế độ hình sin, rồi chỉnh luôn cảm máy nào mà có cảm biến. Thường tất cả các máy tạo sóng nó đều sẽ có cái cảm biến ban ngày ban đêm, thì các bạn chỉnh luôn nè cái chế độ night mode này nè, nó các bạn nhấn vô đây nè, mình ấn vô đây lâu nó thì nó mất đi là mình tắt á, bây giờ mình ấn vô trở lại đó, nó mở lên thì các bạn thấy mình che cảm biến rồi nè, nó là nó xuống một nấc liền, nó sẽ xuống chế độ nhẹ nhất rồi. Bây giờ mình tắt này đi nha, mình tắt chế độ night mode này nha, đó mình che xuống nó đâu còn đâu, nó vẫn như vậy à. Đó, bây giờ mình bật lại. Rồi, rồi đây là cái chế độ mà gọi là fit đó các bạn, là mình cho ăn, ví dụ mình cho ăn 10 phút mình bắn vô đây. Đó, tự động nè, ở đây nè. 10 minutes nè, là tự động máy nó ngừng hết luôn. Nó ngừng hết để cho các bạn có thể là cho ăn. Thường cái này ứng dụng cho những cái bạn nào mà cho ăn trùng chì này, cho ăn Artemia hay bo bo, sợ mái hay luồng gì đó, nó thổi tứ tung hồ rồi con cá nó bắt không kịp. Còn đối với hồ cá rồng mình thì mình hầu như không không có xài cái chế độ này. Đó, không có xài chế độ này nó, thì mình nhấn trở lại thì nó sẽ ra. Đó, bây giờ nó tắt luôn cái chế độ night mode rồi. Rồi, mình bắt lên rồi.
còn cái này thì mình đừng có quan tâm. Còn cái này là cái chỉnh mà chỉnh tốc độ này nè, thường thì mình chỉnh nút chứ ít khi nào mình chỉnh cái này. À, cái máy này thì nó có cục 500 hít ở ngoài. Ngoài ra nó có những cái máy tạo sóng mà rất là xịn lên tới mấy chục triệu, đó là cái dây điện nó nằm ở ngoài luôn, nó sẽ dùng lực từ 500 xuyên qua kính để mà quay. Thì cái đó là chỉ dành cho những cái bạn nào mà chơi hồ san hô mà nói chung là quá giàu. Những cái máy mà lên tới mười mấy hai mấy triệu quá giàu thì mình xài cái đó, chứ nước ngọt mình thấy xài đó nó hơi phí các bạn. Xài này là đã lạ lắm rồi các bạn, lượn lượn vòng vòng có hồ nước ngọt nào mà xài máy tạo sóng không. Nhưng mà mình nghĩ sai, sau cái clip này các bạn sẽ thay đổi tư duy, các bạn sẽ phải thay đổi tư duy. À, đối với các bạn này đa phần á, bây giờ mình đang thấy là cái lượng fan khán thính giả của mình nó đang tiếp cận ở cái việc mà cá rồng chỉ là hồ trơ thôi. Bây giờ có thể là nâng cấp lên một chút xíu là có cái layout thô của trong, có cái layout 3D, đó là bây giờ mình đang thấy rất nhiều người đang inbox hỏi mình về những cái layout này, là người ta đang tiếp cận dần dần các bạn. Chứ mà quất tới cái hồ bao tớp như thế này thì nó hơi hơi khó. Nhưng mà mình nghĩ là chắc là trong tương lai thì nhiều bạn cũng sẽ chơi bao tớp cá rồng, hoặc là nhiều bạn sẽ chơi những cái bao tớp đó thật sự là những cái hồ lớn. Và khi những cái hồ lớn như vậy thì chắc chắn các bạn sẽ trang bị một cái máy tạo sóng. Đó, thì mình tóm tắt lại cái clip này chút nha, 16 phút nó hơi nhiều. Đó, bây giờ chủ yếu cái chủ đề này nó sẽ là luồng luồng bơm ở trong máy, ở trong hồ bao tớp. Thì đối với máy bơm á, thì nó sẽ gấp từ 6 cho tới 10 lần tùy các bạn chọn nha, tùy theo kích thước nha. Yêu cầu là bao tớp hay thủy sinh là chỉ 6 tới 8 thôi. Và khi mà cái máy bơm là phải tính thể tích toàn toàn bộ luôn. À, thể tích lưu lượng, thể tích toàn bộ hồ chính và cả cả lọc dưới, nó ra tổng thể tích bao nhiêu các bạn nhân 6 nhân 8 sẽ ra công suất máy bơm. Đối với những hồ bự mà sinh ra nước tù á, thì các bạn nên gắn một cái máy mà tạo sóng. Sống hay tạo sóng thì có nhiều người sẽ có cái lựa chọn hơn nữa, đó là chơi hai cái lọc thùng á. Mình thấy hồ thủy sinh chơi hai lọc thùng đấu 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 tùm lum hết, thì cái đó lựa chọn mình không đề cập trong clip này. À, máy tạo sóng thì các bạn cứ sắm cho mình những cái máy tạo sóng nhỏ nhất luôn, S2, S4 gì đó, RW2, RW4 gì đó là đủ, không cần mà lên tới 6-8 đâu. 6-8 là những cái hồ nó tống lên những cái hồ mà lên tới khoảng là 1m8, 1m9, 2m rồi đó. Đó, thì tùy theo cái đó các bạn, rồi các bạn xem nha. À, khi mà mình chỉnh chế độ á, nó cũng tùy cá trong hồ, có những con cá nó cần luồng rất là mạnh nha, nhưng mà mình không đề cập tới những cái loại cá đó, những cái đó là chuyên biệt, mình không đề cập tới. Những cái đa phần á, những con cá này sẽ thích cái luồng mà từ 5 tới 6, 5 tới 5, 5 tới 6 lần cái thể tích của hồ chính. Lưu ý thể tích của hồ chính thôi nha các bạn nha. Thì các bạn cứ lấy thể tích của hồ chính nhân với 5 6 nó sẽ ra tổng cái lượng mà luồng các bạn. Rồi cái luồng các bạn thì các bạn sẽ chỉnh theo cái thông số mà nó ra, ví dụ như mình đây mình chỉnh 3. Đó, và các bạn lưu ý chỉnh thì sẽ chỉnh cho mình là cái thông số hình sin và có cảm biến ban đêm nha, để cho cá nó ngừng nghỉ. Thì nhiệt độ bây giờ là đang là 29.2 nè. Đó, đèn thì bây giờ nó tắt hết một một bóng rồi. Vậy clip sau mình sẽ nói tới đèn. Đó, thì clip này các bạn có gì không hiểu thì các bạn cứ comment ở phía dưới. Đó, xong cái clip này lần sau sẽ tới cái clip đèn, và lần sau nữa sẽ tới cái clip mà cycling, là tới trồng cây. Cái chủ series này nó rất là dài và nó rất là kỹ nha các bạn nha, từ A tới Z luôn á, là kỹ lắm á. Mình chưa có cái chuỗi series về cá lóc thủy sinh cũng chưa có kỹ bằng cái này đâu nha. Đó, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.